người đời vẫn có câu biết người, biết mặt mà chẳng biết lòng, nhất là trong tình cảm lại càng khó phân biệt được ai thật lòng thật dạ yêu ta. Đôi khi người ta còn nghĩ hôn nhân chính là thước đo tình cảm, có yêu mới có cưới. Nhưng thực tế nhiều trường hợp lại phủ phàng tới cay đắng. Đó chính là hoàn cảnh của cô gái giấu tên chia sẻ trong nhóm kín nói về cuộc hôn nhân chớp nhoáng chưa quá một ngày của cô. Hiện câu chuyện đang lôi cuốn sự xem xét của đông đảo cư dân mạng. Cô dâu ý đau đớn kể, từ một đứa không tin vào tình yêu rồi lại yêu hết mình để rồi sau cùng em phải đón nhận tất cả những bầm dập cay đắng do người mình yêu mang lại ngay trong đêm tân hôn. Phũ phàng quá mọi người à. Tốt nghiệp đại học, em yêu một anh kỹ sư xây dựng. Đó cũng là mối tình đầu khiến em yêu tới quên cả bạn dạng thân. Vậy nhưng sau cùng anh ta lại bỏ em thanh lịch nước ngoài lập nghiệp không hẹn ngày về. Từ ý em mất niềm tin với tình yêu. Bao nhiêu đám tìm đến, em đều lắc đầu. Rồi chẳng biết từ bao giờ mọi người đặt cho em cái tên bông hồng gai. Nghĩ cũng chỉ là tên gọi nên em chẳng để ý. Câu chuyện chia sẻ của cô gái đang lôi cuốn đông đảo sự xem xét của cư dân mạng. Rồi cách đây 7 tháng, một người bạn cùng phòng giới thiệu hắn cho em. Ban đầu em không có ấn tượng gì với hắn. Nhưng sau hắn liên tiếp gọi điện nhắn tin xin gặp, rồi như thể hắn theo dõi em, cứ hễ bước chân ra ngoài đi ăn đi uống ở đâu là em lại thấy hắn. Sau vì nãy hắn dồ cập quá, em cũng dần mở lòng cho hắn cơ hội tới gần. Song phải công nhận hắn tâm lý và sống tình cảm. Ở bên hắn, dường như chẳng lúc nào em có thể buồn được. Vậy nên sau 5 tháng bên nhau, hắn cầu hôn, em đã mềm lòng nhận lời làm vợ hắn. Trong suốt một tháng rục rịch cưới gọi, hắn luôn dồ cập chăm sóc, chiều theo ý em. Đến bố mẹ em cũng ưng hắn ra mặt. Nghe cô kể tới đây, hội chị em ai cũng thấy mừng thay cho cô gái đã chọn được ý tầm thường nhưng trong mơ. Họ không hiểu có người bạn trai tâm lý thế này, cô gái còn thăng phiền gì. Nhưng đọc những dòng tâm sự tiếp theo của cô thì đúng là nhiều người không khỏi sốc. Em cũng đã nghĩ mình may mắn lấy được người yêu mình thật sự nên háo hức mong đợi ngày được cùng hắn về tầm thường một nhà lắm. Đợi mãi cũng tới ngày làm đám cưới. Diện đúng giấy cô dâu hắn chọn, em vui vẻ cùng hắn bái lạy tổ tiên, trao nhẫn cưới để chính thức thành vợ thành chồng. Thủ tục cưới xin xong xuôi xuôi, thực khách về cả em mới tranh thủ lên phòng tắm rửa, thay đồ. Hắn vào sau không thấy cô dâu liền cất tiếng gọi mấy câu. Em định sẽ lẳng lặng ra đi dọa cho chồng giật mình. Ai ngờ đúng lúc đó lát tốt của hắn đổ chung báo cuộc gọi đến. Đứng bên trong em nghe rõ từng câu từng lời hắn nói chuyện. Sao, giờ đã thấy anh mày giỏi chưa? Bông hồng gai của em chính thức bị anh ngắt rồi nhé. Tưởng thế nào, cũng đơn giản ấy chứ yên tâm, đêm nay anh sẽ cháy hết mình với bạn của em. Nhớ nhé, anh thắng rồi phải trả tiền thách đố cho anh đó. Hay cần anh quay cảnh tân hôn nóng bỏng cho em ngắm không? Ôi, em quá đá trong nhà tắm luôn mọi người à. Hóa ra hắn cá với bạn sẽ đốn vụt được em nên mới cố công theo đuổi em như thế. Tất cả sự dồ cập, chú ý của hắn là có mục đích hết. Em chỉ là trò chơi trong mắt hắn mà thôi các chị à. Cay đắng, em mở cửa phi ra, thẳng cánh tát vào mặt hắn rồi gào hét xé tan anh bơn cưới, chăn ga đệm em cũng cắt nát luôn. Ảnh minh hỏi. Hắn thấy em thế tái mặt khẩn khoản giảng nghĩa rằng, thủ đầu đúng là đến với em do cá cược với bạn, sao thì có tình cảm thật. Nhưng bảo làm sao em tin hắn được nữa sau tất cả những gì em vừa nghe. Em viết đơn ly hôn ngay đêm ấy rồi xách túi về ngoại. Thà đau một lần cho xong xuôi còn hơn cứ dây dưa kéo dài mệt mỏi, chỉ khổ mình các chị a. Theo dõi hết câu chuyện của cô dâu tầm thường may mắn này, hầu hết hội chị em đều bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của cô. Họ bảo ai rơi vào trường hợp của cô cũng đều đau, đều buồn cả. Và cách xử lý của cô như vậy là đúng, bởi anh chồng kia quả là quá đáng khi mang tình yêu của một người con gái ra đùa cợt, cá cược. Anh ta xứng đáng chiếm được bài học đắt giá bước cho thái độ sống không tôn trọng tình cảm của người khác như thế. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến bảo cô gái cứ bình tĩnh cho anh ta một cơ hội nữa xem sao. Biết đâu hiện tại anh ta đã yêu cô thật. Song đáp lại lời gợi ý ấy, cô gái bảo, em không bao giờ muốn sống tầm thường dưới một mái nhà với nhân loại coi tầm thường tình cảm ấy.